Xin chào tất cả mọi người, mình là NOVE đến từ No Sleeping. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chơi cái game mang tên Câu cá và cuộc sống, Fishing and Life. Vẫn tiếp tục cái series câu cá theo yêu cầu, hôm nay sẽ là tập 16 rồi. 16 tập rồi, nhiều quá nhỉ. Không biết bao giờ mới là tập cuối đây. Bạn Anh Ngọc 204. Anh câu cá voi mơ đi ạ. 204 là sinh ngày 20 tháng 4 hay là 2K4? Cá voi mơ à? Chúng ta sẽ chui vào một cái giấc mơ mang tên biển ảo. Qua biển ảo nhá. Cá voi mơ thì có ở biển ảo. Sau đấy thì các bạn tiến lên một chút thôi. Khi nào mà cái mũi thuyền nó chạm vào cái chân núi á, chân núi đầu tiên á. Chạm chưa? Đấy, như này được rồi này. Ở phần cửa tiệm thì chúng ta sẽ mua thêm nhá. Trang bị mồi 9 giây này. Bỏ có cá dưới cấp 2 này. Tất nhiên là chìm số 2 rồi. Vẫn là những cái trang bị quen thuộc thôi. Các bạn sử dụng mồi 4 sao nhá, mồi đỏ nhá. Tại vì con cá voi mơ á, nó là một con cá 4 sao, à 5 sao chứ, một con cá 5 sao. Chúng ta phải sử dụng mồi 4 sao. Thôi nào, đừng em nào cắn nhá. Ấy có khi mình câu được luôn, một phát câu luôn à, cắn. Thôi, con cá rồng bạc. Chưa thấy con cá voi mơ nó chui ra nhỉ. Mình tới sớm quá rồi, nó vẫn còn đang ngủ. Chúng ta phải gõ cửa lần nữa thôi. Đây là một cái loài cá mà có hình trái tim trên cơ thể, nhìn rất là gì đó. Trời, cái con cá mú ấy. Đây nó ra đây rồi. Cái con cá mú ấy tôi ghét lắm này. Lúc nào cũng gặp nó à. Đừng em nào cắn nữa nhớ. Tao chỉ muốn câu cá voi mơ thôi, dành tặng cho bạn Anh Ngọc. Nhớ, đúng rồi. Đây. Level của cá voi mơ là 72 nhá. Trên thân của cá voi mơ thì có 1, 2, 3, 4, 5 trái tim. Nhìn rất là đẹp. Ok nha anh Ngọc. Bạn Tuyết Mai Dương. Mai Dương Tuyết. Dương Tuyết Mai. Có tên là gì nhỉ? Dương chắc họ rồi đúng không? Ok. Anh câu vua cá ngựa. Thì quá là hay luôn. Bạn ơi, bạn Tuyết hay bạn Mai hay bạn Dương gì đó ơi, chúng ta sẽ tiến thẳng thôi. Tiến thẳng ở biển ảo và phun lực thôi. Có khi sẽ câu được luôn. Và có khi sẽ phải quăng cần thêm một lần nữa. Cuộc đời chẳng biết trước được điều gì. Chúng ta cứ sống thôi. Đấy, con vua cá ngựa kìa. Chúng ta cứ sống và làm việc thôi. Hết mình với những gì mà mình có. Giống như kiểu Một nửa hồng nên chấm mắt này. Em thơ ngây gì. Thôi trời ơi. Giờ này thấy đang hot cái bài Một nửa hồng dành cho mắt này. Nhưng theo phong cách Một nửa hồng nên chấm mắt này. Em thơ ngây bước đi trên con đường vậy. Ok. Level 89 nhá. 89 chúng ta sẽ câu được vua cá ngựa. Ok nhé Tuyết. Bạn Tuyết, bạn Mai, bạn Dương. Dương Mai Tuyết, Dương Tuyết Mai. Hải Châu Nguyễn, Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Châu Hải. Anh câu Zebra Bleco đi mà. Chúng ta nhắc tới Zebra là các bạn nghĩ ngay đến con ngựa vằn đúng không? Đây là một cái con cá. Cá ngựa vằn. Con cá ngựa vằn này thì có ở đâu nhỉ? Có ở Hồ Yên Tĩnh. Chúng ta sẽ qua Hồ Yên Tĩnh nhá. Sẽ đi câu cá ngựa vằn Zebra Bleco. Đây là một con cá 1 sao. Đầu tiên các bạn di chuyển bỏ qua dương 1, bỏ qua dương 2. Đến cái dương 3 thì các bạn đây mũi thuyền chạm dương 3 nhá. Tiếp đến tại vì nó là cá 1 sao á nên chúng ta sẽ không sử dụng bỏ qua cá dưới cấp 2 nhá. Nhưng mà vẫn sử dụng dấu mồi 9 giây nhá, tại vì nó sống ở sâu lắm. Con cá ngựa vằn này sống hơi sâu. Và vẫn phải sử dụng mồi 3 sao nhá. Tại vì nó sống ở sâu nên ở dưới đây có nhiều cá to. Có thể chúng ta phải dọn dẹp.
Mồi chìm xuống khoảng 40 mét thì các bạn giật giật cho mình. Đây, ô câu luôn này, trời ơi, chưa kịp nói. Đây, em nó đây. Khoảng 40 mét độ sâu. Level câu là 72 nhá. Một con cá ngựa vằn nhìn rất là lạ và đẹp. Ok nhé. Hải Châu Nguyễn, Nguyễn Hải Châu. Ở bạn này rất là tích cực comment ở kênh của mình này. Cảm ơn bạn rất là nhiều nhé. Nhớ Châu, nhớ Hải, nhớ Châu, nhớ Hải. Bạn Nghĩa Trần Văn, Trần Văn Nghĩa. Em sẽ nâng cấp dây câu 40m để qua biển và tượng câu cá voi xám. Chúc Nghĩa thành công nhé em. Cố lên. Chúng ta nỗ lực cố gắng là chúng ta sẽ thành công thôi. Cá voi xám cũng không phải là khó câu mà. Thực ra là rất khó câu đấy. Tốn thời gian lắm em ơi. Cố lên nhé. Hiếu GCX Hoàng, Hoàng Hiếu. GCX nghĩa là gì? Em nghèo quá anh ơi. Ý của bạn là gì? Bạn nghèo về chuyện gì? Tiền bạc, tình cảm, hay là sao? Hay là nghèo một cái thứ gì đó mà nó vô định mà mình không thể biết được. Nhưng mà dù chuyện gì đi chăng nữa ấy, cách duy nhất để hết nghèo đó chính là chúng ta phải giàu lên thôi. Thế nhá, Hiếu. Cố lên em. Trời ơi, ông này ông đặt cái tên là Bựa. Hình còn ếch đấy chứ, nhìn bựa thật ạ. Chúng ta tới bạn Bựa. Anh ơi, câu cá voi Bắc Cực đi ạ. Cờ Minh 5 lần rồi ạ. Đăng ký anh luôn rồi. Mong được lên TV. Trời ơi, tội bạn quá. Ok, mình sẽ đi câu cá voi Bắc Cực nhá. Chúng ta sẽ qua... Từ từ mình kéo con này lên đã. Ok, chúng ta sẽ qua đâu nhỉ? Biển và tượng, biển và tượng, đúng rồi. Có cá voi xám, cá voi Bắc Cực. Chúng ta sẽ phóng thẳng. Phóng thẳng ra biển. Sau đấy thì phun lực. Phóng thẳng ra biển và phun lực. Sẽ nhìn thấy con cá voi Bắc Cực siêu to khổng lồ. Đâu, nó đâu? Ui. Ui trời ơi. À kia 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 kia. Nó đang bơi ra đấy, các bạn thấy nó đang bơi ra không? Chúng ta quăng cần lần thứ hai. Mong sao sẽ câu được luôn em nó. Để bầu trời không còn nắng nữa. Cơn mưa sẽ về. Ui dồi ôi. Sao tôi ghét con cá mập mặt quỷ này thế không biết. Lần nào cũng thế. Cứ đang ngắm em cá gì là kiểu gì cũng bị nó phá à. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui. Tôi sai rồi. Ơ à, quên mất, nãy câu em cá ngựa vằn đúng rồi. Chưa lắp cái bỏ qua cấp 2. Từ từ, chúng ta sẽ phải tập trung giật giật vài phát. Đây rồi. Úi, độ sâu khoảng 30m là các bạn giật giật nhá. Level 70, độ sâu 30m. Ok nhé bạn Bựa. Bạn Bựa ếch. Trời ạ, đặt cái tên rất là hay. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta tới với bạn Ốc Nguyễn. Ờ, chắc là bạn này thích ăn ốc à? Hay là biệt danh của bạn là Ốc? Anh ơi, anh chỉ em câu Chorosaurus ở biển khoa học đi anh. Mong thần cho lên TV. Ủa, bạn ấy nhờ đến cả cái sức mạnh tâm linh để được lên lên kênh của mình. Trời ơi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Nhưng mà không cần phải mong thần gì đâu. Mình chỉ là người thường thôi. Ok. Mà bạn ấy có mong mình đâu nhỉ? Nhận vơ quá. Chúng ta sẽ đi cầu chưa được sâu rớt ở biển khoa học nhá. Bây giờ sẽ qua biển khoa học. Ok. Để câu cho Zosaurus thì vẫn sử dụng mấy cái kia thôi. Nhưng mà đổi con mồi 5 sao thì vì con cá này là con cá 5 sao mà. Tiếp đến thì các bạn tiến lên cái dương 1 hay dương 2 gì đó cũng được. Hay đứng ở giữa hai dương cũng được. Sau là phun lực để xác định vị trí Chorosaurus. Nó ở ngay đây thôi. Cũng không phải là một con cá khó câu. Tại vì mình câu nó rất là nhiều rồi. Một chút nữa mình sẽ cho các bạn xem là tại sao mình nói rằng mình câu Chorosaurus rất là nhiều. Ô, nó có ở đây không ta? Ê, nó không có ở đây rồi.
tiến lên một chút nữa xem nào. Hay là nó chưa bơi ra nhỉ? Hay là nó vẫn còn ở trong hang? Sài Gòn đâu có lạnh. Tyrannosaurus vẫn ở trong hang. Sài Gòn đâu có lạnh. Tyrannosaurus vẫn ở trong hang. Đấy, lại ăn được em cá mú rồi này. Ê, không thấy nhở? Kỳ lạ thay, chúng ta không thấy Tyrannosaurus ở đây. Có một chuyện gì đang xảy ra ở cái vùng biển khoa học này? Hay này bị tràn dầu rồi? Dầu tràn ra biển, Tyrannosaurus sợ quá không dám chui ra hang rồi. Phải kiếm thôi các bạn ạ. Chúng ta muốn đạt được mục đích thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực và tìm kiếm vậy. Đây nó kìa. Nó đang bơi ra kìa. Ok, sau khi mà thấy nó đang bơi ra rồi chúng ta lại tiến lên. Phun lực. Nhìn thấy cái đuôi đang bơi ra mà. Đừng con cá nào cắn nữa, tôi mệt lắm rồi. Đừng nhé, đừng nhé. Ui. Con này con cá gì đây? Thái dương đỏ. Ồ, tập trước hình như có bạn kêu mình câu cá thái dương đỏ thì phải. Nhớ không nhầm là vậy. Đây rồi, Tyrannosaurus. Tyrannosaurus, bơi ra đi. Nãy thấy em bơi ra đây mà. Ơ, trời ơi, câu được con rùa đỏ này. Nãy thấy bơi ra đây mà sao bây giờ không thấy nữa rồi. Khổ thế nhỉ. Mãi mới xuống được dưới đáy đại dương mà lại không thấy đâu nữa rồi. Nào, né ra, né ra, né ra. Trời ơi, con cá mú ấy. Đây này. Ghét thế không biết. Con cá mú. Chúng ta tiến lên nhá. Tiến lên cái vị trí mà nãy các bạn dọn dẹp xong cá rồi á. Sẽ xuống được đáy đại dương nhanh hơn. Là phải dọn dẹp lại từ đầu. Thôi trời ơi. Hết cái con cá mú rồi đến cái con cá mặt trăng này. Câu được em Tyrannosaurus cũng chảy ra ở trong vảy quá. Thôi 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 thôi, em xin các anh. Em xin các anh đấy. Ê, ok ok, đây Tyrannosaurus đây. Level 80, độ sâu khoảng trên 40m. Ok nhé bạn ốc. Bạn ốc. Bạn ốc. Video đến đây cũng kết thúc rồi. Bạn nào mà muốn mình câu con cá gì thì để lại một cái bình luận ở dưới video nhớ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đồng hành cùng mình đến tận 16 tập rồi. Thế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.